tiểu Omega Seiko Preset SRX047. Đây có lẽ là một trong những chiếc Seiko với thiết kế màu xanh đẹp nhất của nhà Seiko. Là một chiếc đồng hồ văn phòng nhưng kiểu dáng và thiết kế của nó làm cho chúng ta hình dung đến những chiếc đồng hồ có thiết kế vô cùng mạnh mẽ của sport. Cọc kim vót nhọn này, phần càng thì được đánh vát cạnh rất nhiều, và thêm vào đó thì chúng ta sẽ có rất nhiều điểm đánh xước ở trên phần càng hông để đem lại cái sự khỏe khoắn cho chiếc đồng hồ. Nếu các bác là một người đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ văn phòng nhưng phải có cái gì đấy nó mạnh khỏe một tí, nam tính một chút, thì đây là một sự chọn rất rất tuyệt vời. SRX047 chạy caliber 6R15. Con này mức giá niêm yết của nó nếu mà đưa về thị trường Việt Nam nó sẽ dao động tầm 25 đến 27 triệu. Tuy nhiên với em mình, một chiếc line new hình thức mới, không có gì để mà bàn cãi cả. Rất rất mới các bác nhé. Và giao lưu với các bác chỉ có 11.500.000. Và 047 hiện tại bây giờ nó rất hiếm các bác ạ. Nhất là những chiếc đồng hồ có độ mới cao đến như thế này. Rồi, dây da cá sấu màu nâu cánh gián này. Và tất nhiên là một bộ dây da trên một con máy 6R thì bao giờ nó cũng khá là mềm. Một chiếc khóa bướm với logo của Seiko, thậm chí nó còn chưa được bóc hết siêu của khóa. Đây có thể nói là một chiếc đồng hồ trưng bày được. Cái sự nam tính của chiếc đồng hồ này đến mạnh mẽ nhất từ phần càng được thiết kế theo kiểu dạng vát cạnh và thêm vào đó rất nhiều điểm đánh xước. Tuy nhiên vẫn đảm bảo là một chiếc đồng hồ dress watch văn phòng khi được trang bị khá là nhiều điểm đánh bóng ở đây. Thêm vào đó thì chúng ta sẽ có một chiếc núm đính đá màu đen piano rất đẹp nữa. Cái núm này làm cho các bác liên tưởng đến núm của Cartier này. Đẹp nhỉ? Thật sự là rất đẹp. Kính sapphire nguyên khối có phủ chống lóa, mặt kính rất trong đấy các bác nhé. Kích thước size của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ là một chiếc đồng hồ chuẩn văn phòng, size 40 này. Giày cơ bản thôi, giày đúng chuẩn của nhà Seiko, loanh quanh 11. Và lắc to lắc của nó rơi vào tầm khoảng 47, 48 gì đấy. 47, 48 nha các bác nhé. Tuy nhiên thì phần càng này các bác có thể để ý ở đây là nó cũng khá là cong và bo tay. Thế cho nên là với anh em có cổ tay nhỏ một chút, khoảng độ cỡ 15-17, bác có thể nhìn thấy nó rất đẹp, khỏe nha các bác nha. Mà cái nước thép của Seiko nó đánh bóng thật sự là rất là đã đời, bóng xước của nó thì hoàn hảo. Với size 40 gần như là size quốc dân của anh em Việt Nam rồi. Cổ tay nhỏ to đeo được hết, thậm chí là cổ tay 18-18.5 này. Đây các bác nhìn thấy không? Con này ở phối sơ mi nữa thì không còn gì để mà bàn cãi cả. Có một cái điều đáng tiếc trên SRX047 luôn luôn là cái việc mà quay ra đúng được cái màu sắc thực tế của 047. Cái màu của nó nếu mà ở ngoài nó sẽ tươi hơn khá là nhiều trong video. Cho nên nếu các bác nào ở Hà Nội có điều kiện thì có thể qua xem trực tiếp chiếc này ở ngoài. Bởi vì em dám đảm bảo ở ngoài màu sắc của nó sẽ đẹp hơn rất nhiều đấy ạ. Hơi tiếc là chúng ta sẽ khó có thể coi được cái màu thực tế. Bởi vì thường thì những cái màu xanh ngọc hay là xanh lam ấy, thì nó sẽ bị đổi màu một cách nhẹ nhàng nếu mà quay bằng những cái thiết bị quay. Thường thì nếu mà muốn đúng màu thì thường là anh em sẽ quay xong và chỉnh lại, nhưng mà rất khó. Còn với SRX047 thì các bác thông cảm, nhưng mà dám khẳng định với các bác là ở ngoài nó sẽ đẹp hơn và tươi hơn khá nhiều so với cái màu ở trong video đấy ạ. Mà số như con này thì em có nói rồi, tràn bộ cái mặt số này thì nó sẽ là vân tích với những đường kẻ dọc từ trên xuống dưới. Và đây là một trong những mặt số vân huyền thoại của thế giới đồng hồ. Và thiết kế của SRX047 thì các bác có thể thấy ở đây, đó là cọc kim của nó được trang bị vót nhọn, trông khỏe khoắn mạnh mẽ hơn là so với những cái cọc kim bình thường. Và các bác có thể thấy là cọc kim của con này này, độ hoàn thiện mặt số cọc kim của Seiko luôn là best trong tầm giá. Một trong những thương hiệu mà nó rất rất chỉnh chu về độ hoàn thiện. Trông thì có vẻ đơn giản thế thôi, nhưng mà cái độ hoàn thiện ở Seiko luôn làm rất tốt hơn so với những thương hiệu khác trong tầm giá. Tất nhiên là chưa phải là nhất, nhưng mà cũng là một trong những thằng tốt nhất rồi. Thiết kế thì 3 kim 1 lịch, đơn giản thôi. Nó rất phù hợp với bác nào mà thích những chiếc đơn giản. Rồi, về con máy 6R15 thì đây là một con máy với thời gian tích cót là 50 giờ. 50 giờ các bác nhé. Tức là nó sẽ lớn hơn thông thường với những con máy cơ khác khoảng độ tầm 10 tiếng. Tức là tương đương khoảng độ 2 ngày hơn. Vành tóc thì chúng ta có chữ U úp ngược đây. Thì vành tóc của chiếc đồng hồ này được trang bị là vành tóc kháng từ các bác nhé. Spon 510 từ Cuban về Niken. Thì hoàn toàn miễn nhiễm với từ trường, dẻo dài và chắc chắn hơn. Thế nên người ta hay nói là 6R15 là một con máy có thể tạm gọi là ngon, lành và bền nhất trong dòng máy 6R.
cho dù về cấu hình máy thì nó sẽ kém hơn những con 6R2X, nhưng mà với 6R15 thì nó sẽ có một độ bền nhất định. Bởi vì thực ra về chức năng của nó thì cũng ít, cho nên là thường những cái hư hỏng trên 6R15 nó rất hiếm khi xảy ra. Và nếu có thì nó cũng thường sẽ là kiểu dạng là để lâu chưa lau dầu, và chúng là lau dầu cái thì nó là xong thôi. Nói chung là nó khá là lành. Chống nước 13 tương đương 100m này. Độ chống nước ở Seiko thì khỏi bàn đi, không phải lo về nước nôi với Seiko đâu các bạn. Kính Sapphire, thân thép không gỉ, máy 6R15 và đặc biệt là bản Made in Japan, sản xuất lắp ráp tại Nhật. 6R15 có vành tóc kháng từ, automatic có hỗ trợ co tay, độ sai số cũng tương đối là tốt, chỉ loanh quanh cộng trừ 15 giây một ngày thôi, và thông thường nó sẽ thấp hơn. Mức giá giao lưu với các bác chỉ có 11.500.000. Dám đảm bảo với các bác là nếu so với mức giá niêm yết tại hãng ở Việt Nam thì con này nó chỉ chưa đến một nửa so với mức giá niêm yết. Mà độ mới thì các bác có thể nhìn qua rồi, rất rất mới nhá. Đấy, bảo hành 24 tháng, miễn phí tất cả các lỗi, riêng rơi vỡ bọn em hỗ trợ 50% và cam kết là đền gấp 10 nếu phát hiện hàng fake. Mọi thông tin liên hệ em để phía dưới phần tiêu đề. Và tất nhiên là đối với những sản phẩm giá trị cao như thế này, mong các bác thông cảm, bọn em sẽ có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đơn hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.